Rồi, chào anh em thì tiếp tục em khui luôn con âm ly Lachman L505UX. Quay cho anh em xem về cái chi tiết của con máy nhé. Đây là khiển riêng dây nguồn, khiển riêng dây nguồn anh em nhé, thùng shop. Con máy thì theo đánh giá riêng của em thì nó đẹp. Mình nếu mà mình bỏ qua những chi tiết quá bé thì mình gọi là xuất sắc rồi. Em quay luôn cho anh em nhé. Thì đời dòng cao cấp này nó có phần rề là led cua này em nhé, led cua thì nó sẽ cho cái phần mạch nó âm sắc nó sáng và nó chi tiết hơn. Đó. Con này thì có chỉnh bass trép hai cầu AB đánh long nét đầy đủ hết nhá. Cổng phono monitor em đây. Phono monitor đầy đủ, máy móc là rất đẹp. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng đi, chúng ta rồi chúng ta quay lại cái điểm nè, hồng này nè, ok ha, cái dơ gì hôm nay hơi dơ, con này chưa có vệ sinh, thì khu ra mấy con hộp shop này ít khi nào vệ sinh lắm nè. Đó. Đây chân rắc vàng ghế, chân rắc cầu loa WPT ha. Đó. Đó, anh em nhìn cái dàn chân nó phê, đủ phê. Điện 100V, có cổng ba lăng, cổng phono, công suất nguồn là 270W này nè. Đó, đẹp. Rin nha, và đặc biệt phải rin cho anh em. Thật ra mấy con này nó có hư đâu mà hỏi rin hay không rin. Em rất là khổ cái vụ này luôn, mấy anh hỏi máy rin không em? Máy năm 2021 mà anh hỏi em rin hay không? Em nói máy gì mới, máy càng rồi, khổ mấy anh ghê. Rồi thì đây nó sẽ có cái điểm trừ mà quá nhỏ quá bé. Cái chút xíu cái cạnh này anh em thấy không? Đó. Cái này giống bị trống nước sơn á. Cái này thì lấy cái này nó là nhôm nhưng mà nó là sơn cho nên em dễ rất là dễ xử lý. Có nghĩa là chúng ta lấy một tí xíu sơn bạc màu này. Chấm tí 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 nhẹ cho này nó liền qua là nó hết, này là dơ. Nó như vậy thôi. Chỉ cho anh em thấy nha. Rồi nó có cái chấm đầu kim đâu trên đây nữa. Nhỏ quá. Đó, anh em thấy không? Đấy, rồi, thì nó đơn giản nhưng mà cái này quá nhỏ zoom lên mới thấy. Anh em có thể qua hết đây nè. Có cái chỗ này nè, chấm sơn là xong. Còn lại con máy là ok hết. Thì với cái mức giá hồi chiều em báo cho anh em là 53.500.000. Thì với những cái trường hợp như thế thì em sẽ trừ hẳn cho anh em là 1 triệu luôn. Đúng là em tính từ 500 thôi, trừ luôn 1 triệu cho nhanh còn lạ. Với giới giá này thì anh em đừng có trả giá nữa nha. Trả giá này các em không bán được thì nó hết lại. Đấy, cộng chi phí nè. Anh em cộng chi phí tiền ship này, tiền đóng gói này. Trong đó tiền đóng gói thì nhân ship chi phí còn tiền lính lát nữa đó. Đấy. Rồi. Là em giảm luôn cho anh em là 1 triệu đồng, còn lại 52.500 cho con Lachman 505UX. 505UX. Đấy, phụ kiện riêng đầy đủ, hình thức đẹp nha. Con này thì anh em có thể ghép những cái dòng loa tai noi rất là tốt nha, BBK, JBL, rất là ok. Đời mới này tiếng nó chi tiết và nó sáng nha, bass nó đầy đặn rồi. Anh em nào yêu thì alo cho em, giá là bao ship nó chịu khoảng đủ 52.500.000. Ship cọc thì nguyên tắc làm việc là cứ cọc 20% em không bao ship nha. Rồi chào anh em. Thì con CD Lachman đèn lắm em đã bán rồi nè, CD đèn em đã bán rồi ha. Rồi, em xin kính chào anh em.